Quý vị đang quay trở lại với chương trình Tin sáng trên kênh FBC. Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO đã quyết định sẽ gửi thêm 3.000 quân đến Afghanistan cho những chương trình huấn luyện và trợ giúp. Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg đã công bố kế hoạch gửi 3.000 quân đến Afghanistan trong cuộc họp báo tại Brussels hôm thứ Ba, một ngày trước khi buổi họp chính thức của khối này diễn ra. Ông Stoltenberg cho biết hơn phân nửa số quân này sẽ đến từ Mỹ và phần lớn còn lại đến từ các quốc gia thành viên của NATO. 3.000 binh lính này sẽ không tham chiến mà chỉ phục vụ cho các hoạt động huấn luyện kỹ thuật cho quân đội Afghanistan. Như vậy, nếu triển khai thêm 3.000 quân, thì số binh lính NATO đồn trú tại Afghanistan sẽ lên đến con số là 16.000 quân. Theo nghị trình, thì cuộc họp của NATO sẽ bàn về những thay đổi trong việc chỉ huy quân đội và quan trọng nhất là kế hoạch đối phó với vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Người dân Liban tại thủ đô Beirut lo lắng kinh tế nước này sẽ đổ vỡ sau khi Thủ tướng Saad al-Hariri từ chức đột ngột, cho dù chính phủ và Bộ Tài chính ra sức trấn an sẽ không có xáo trộn tài chính. Thủ tướng Liban Saad al-Hariri đột ngột từ chức hồi cuối tuần qua trong chuyến viếng thăm Ả Rập Saudi và quyết định không trở về Liban vì cho rằng có âm mưu ám sát ông và đổ tội cho Iran, một quốc gia đối thủ của Ả Rập Saudi. Vụ từ chức đã gây hoang mang trong giới chính trị tại Beirut và làm giới đầu tư mất lòng tin về quốc gia đang nợ nần như Liban. Cuộc bán tháo trái phiếu chính phủ Liban đã diễn ra vào ngày thứ Ba liên tiếp. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Liban Riyad Salemet đã lên truyền hình địa phương trấn an hệ thống tài chính không ảnh hưởng gì và thị trường tài chính Liban vẫn hoạt động bình thường. Ngân hàng Trung ương đã thực hiện những biện pháp phòng ngừa rủi ro trước khi có những lộn xộn chính trị, bởi vì chúng tôi đang sống ở một quốc gia không ổn định về chính trị. Kinh nghiệm năm 1993 đã giúp cho Liban có thể đối phó với những cuộc khủng hoảng chính trị tương tự là khá tốt. Với mức lợi nhuận và tăng trưởng thấp, Liban dựa vào lượng kiều hối của người Liban ở nước ngoài gửi về nước. Một số ngân hàng mua trái phiếu nợ của chính phủ đang lo lắng vì khoản thâm hụt ngân sách ngày càng cao. Hiện Ngân hàng Trung ương Liban đang ra sức duy trì lượng dự trữ ngoại tệ để giữ cho đồng bảng Liban ở mức 1.507 ăn 1 đô la Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10 vừa qua, thống đốc ngân hàng Salemet cho biết hiện lượng dự trữ ngoại tệ của Liban đang ở mức là 44,3 tỷ đô la Mỹ. Mới đây, trong diễn biến mới nhất về phong trào đòi độc lập của Catalonia tại Tây Ban Nha, thì hàng loạt sinh viên thuộc phái ủng hộ phong trào đòi độc lập của Catalonia đã xuống đường biểu tình tại các trạm tàu điện ngầm. Nhiều sinh viên đã chặn đường tại các lối vào nhà ga tàu điện ngầm ở hai thành phố Barcelona và Girona trong gần như cả ngày 8 tháng 11. Cuộc biểu tình này do những nhóm ủng hộ phong trào đòi độc lập của khu vực tự trị Catalonia đòi tách ra khỏi Tây Ban Nha đứng ra tổ chức. Nhiều cửa hàng tại Catalonia và các khu vực dịch vụ công cộng đã đóng cửa nhằm ủng hộ phong trào biểu tình tại Barcelona và Girona. Mặc dù phần lớn người dân không đi làm, song những người biểu tình đã chặn các tuyến đường gây ra tình trạng ùn tắc giao thông ở thủ đô Barcelona và tại những khu vực dịch vụ công cộng. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập tại quảng trường lớn Sant Jaume ở Barcelona để phản đối việc chính phủ Tây Ban Nha bắt giam chính trị gia cũng như cựu lãnh đạo Carles của Catalonia. Vài giờ sau đó, hàng nghìn người biểu tình cũng tập trung tại quảng trường Cathedral để phản đối quyết định và hành động của chính phủ Tây Ban Nha trong việc không đồng ý để Catalonia tách ra thành một nước riêng. Mặc dù trước đó hơn 90% dân số của Catalonia đã bỏ phiếu đồng ý tách riêng thành một nước độc lập. Hiện tại vấn đề đòi độc lập của Catalonia tại Tây Ban Nha vẫn đang là một vấn đề nan giải, không chỉ cho Tây Ban Nha mà còn cả khu vực châu Âu. Thưa quý vị, với quá trình thanh lọc tham nhũng đang ngày càng gắt gao tại Ả Rập Saudi thì 11 thành viên hoàng gia của Ả Rập Saudi cũng nằm trong danh sách tạm giam. Hiện tại thì một số sân bay ở Ả Rập Saudi đã cấm các phi cơ riêng cất cánh nhằm đề phòng trường hợp nhiều người chạy trốn. Vào ngày 6 tháng 11 thì Ả Rập Saudi đã tiến hành một trong những lần thanh lọc tham nhũng mạnh tay. Đặc biệt trong số những người bị bắt vì tham nhũng có cả thành viên hoàng gia Ả Rập Saudi. Trong số có 11 hoàng tử và 4 bộ trưởng của Ả Rập Saudi bị bắt giam vì tội danh tham nhũng. Trong đó một trong số những người giàu nhất thế giới là hoàng tử Al-Walid bin Talal đã bị bắt giam. Những khoản đầu tư của hoàng tử Al-Walid đều lọt vào danh sách những công ty hàng đầu trên thế giới, bao gồm Time Warner, Fox, Apple, Disney và nhiều tập đoàn lớn khác. Một số đã bị tạm giam tại khách sạn Ritz-Carlton. Theo cơ quan lập pháp, việc bắt giữ và buộc tội hoàng tử và những nhân vật quan trọng khác sẽ không thể thực hiện thẩm tra độc lập. Rất nhiều phần trong hệ thống pháp luật của Ả Rập Saudi thực tế không được viết trong luật và hoàn toàn phụ thuộc vào từng trường hợp. Hoàng tử Mohammed là người ủng hộ và mở cuộc thanh lọc tham nhũng này. Nhiều người đã đặt câu hỏi liệu đây có phải là cách để hoàng tử củng cố quyền lực của mình hay không. Hiện tại một số sân bay của Ả Rập Saudi đã cấm các phi cơ riêng cất cánh. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có nhiều người nằm trong danh sách tham nhũng bị bắt hơn vì đường chạy trốn đã bị chặn. Và phần tiếp theo của chương trình Tin sáng là các thông tin quan trọng như sau. Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm xuống thấp nhất còn 15%.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không đổi ngang đất vàng để lấy hạ tầng.